Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Salon Auto Top Ca, địa chỉ 89 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay em mới về một sản phẩm, đó chính là chiếc Honda Civic phiên bản RS sản xuất 2019 nhá. Một chủ từ mới, biển Hà Nội, biển rất là tươi luôn, mãi Pháp. Đó. Đây chiếc này của em sở hữu màu trắng ngọc trai quý anh chị nhá. Đây là phiên bản mới nhất hiện nay trên thị trường của Civic, được trang bị động cơ 1.5 turbo. Và với phiên bản mới này thì đã được trang bị hệ thống vành mới, đó chính là vành 18 inch với thiết kế là hai màu, màu đen và màu xám titan. Đấy. Và với phiên bản này thì đã được trang bị hệ thống đèn full led nhá. Buổi tối mình đi rất là sướng luôn với hệ thống đèn full led của chiếc Civic này. Đó, cùng với những hệ thống đèn gầm. Và đặc biệt trên chiếc xe này đã được trang bị thêm một cái hệ thống đèn ở phần sườn. Đấy. Tạo sự nổi bật cho cái phần sườn xe buổi tối đây. Đấy, hệ thống vành của chiếc xe cực kỳ là đẹp luôn, vành mới của anh chị nhá. Và xe được trang bị hệ thống là lốp Michelin. Đấy, phiên bản là Pilot Sport. Đấy là dòng lốp chạy hiệu suất cao. Đấy. Đấy, chiếc xe đây quý anh chị có thể nhìn những cái đường gân trên xe đây. Đấy, những cái đường gân trên xe đây cực kỳ là khỏe khoắn và thể thao. Đúng đậm chất một chiếc xe gọi là thanh niên anh em sử dụng. Mà chiếc xe này cực kỳ là rộng rãi nhá. Đấy. Quý anh chị có thể nhìn phần đèn này, phần đuôi chiếc xe này với cánh gió thể thao này. Chữ RS cực kỳ là đẹp. Với chiếc xe này thì về rất nhiều cách để anh em mình độ bích cho chiếc xe lên cực kỳ là đẹp. Đấy quý anh chị có thể nhìn này. Đấy, phần cánh gió rất là thể thao. Đấy, phần đuôi xe cũng được trang bị hệ thống cảm biến. Quý anh chị có thể quan sát cái diện tích của cốp đây. Đấy, phần cốp của chiếc xe này keo chỉ nguyên bản 100% quý anh chị nhá. Cam kết cho quý anh chị là xe không đâm đụng ngập nước, máy móc nguyên bản. Đó, quý anh chị có thể anh quan sát. Đây, phần cốp của chiếc xe này cực kỳ là rộng rãi luôn, mình để được rất nhiều đồ. Sau đây sẽ mời quý anh chị cùng quan sát về phần nội thất của chiếc xe. Người có thể nhìn này, những đường gân trên xe này, hệ thống đèn này. Đấy, rất là khỏe khoắn, những đường gân guốc rất là khỏe. Đấy, sau em sẽ mời mọi người cùng quan sát phần nội thất chiếc xe. Đấy, mọi người có thể quan sát cái phần cánh của chiếc xe này. Xe cũng được ốp những cái chi tiết phần carbon. Đấy, tạo sự nổi bật của chiếc xe. Và với phiên bản 2019 này sẽ không được trang bị thêm cửa sổ trời của anh chị nhé. Nhưng mà thay vào đó là một cái cảm giác lái sẽ là cách âm sẽ tốt hơn. Đấy, cũng được trang bị hệ thống cửa gió điều hòa sau. Và sau đây em sẽ mời quý anh chị vào cái phần khoang lái của chiếc xe. Đấy, đây là nơi tạo cảm giác sướng nhất cho mình đây. Đấy. Keo chỉ này, táp ly cánh cửa này rất là mới, những cái đường chỉ đỏ đây tạo cái điểm nhấn chiếc xe này. Và đặc biệt trên chiếc RS này đã được ghế được khâu là màu chỉ đỏ nhá. Đấy. Đậm chất sport luôn. Rất là khỏe khoắn, thể thao. Đấy, mọi người có thể quan sát này. Đây phần thông số của chiếc xe đây. Đấy, sản xuất 2019 nhá, nhập khẩu nguyên chiếc. Với chỉnh điện đầy đủ. Và đặc biệt chiếc xe này đã được trang bị thêm là hệ thống cảm biến áp suất lốp. Đấy. Đi kèm với đó là những cái tính năng rất là đầy đủ như hệ thống phanh điện tử này, phanh rảnh chân này, chế độ eco này. Và vô lăng cũng được tích hợp những hệ thống như là ga tự động này, tăng giảm âm lượng này cho mình này. Đèn pha ô tô đầy đủ. Bạt mưa ô tô rất là đầy đủ tính năng cho mình sử dụng luôn. Và đặc biệt là cũng được trang bị hệ thống lẫy số trên vô lăng. Đấy. Đây, quý anh chị có thể nhìn quan sát này. Phần vô lăng cũng được khâu chỉ đỏ đây. Rất là đẹp và thể thao. Và ở đây em sẽ mời quý anh chị quan sát về cái khoang động cơ 1.5 lít turbo. Đấy. Trước này thì mình đi cảm giác rất là sướng luôn. Rất là thoát xe. Đấy. Đây, quý anh chị có thể quan sát về phần máy móc. Đấy, ốc của chiếc xe. Hệ đường keo chỉ sắt xi nguyên bản 100%. Đấy, đây là khối động cơ của chiếc xe đây, 1.5 turbo. Vâng. Sắp đi rồi. Đây quý anh chị quan sát phần ốc máy, ốc chân máy đây. Đấy, với một chiếc xe Honda Civic này thì hiện tại với cái ô tô
chạy là hơn 1 vạn km và đang được cửa hàng em chào bán với mức giá ngoài 700 triệu thôi. Quý anh chị đã sở hữu được một chiếc xe vừa thể thao vừa sport mà giá thành rất là hợp lý với tài chính của mình. Đấy, quý anh chị mà đang quan tâm đến dòng Honda Civic thì hãy liên hệ trực tiếp với số online trên màn hình hoặc tới trực tiếp cửa hàng địa chỉ 89 Nguyễn Chánh để mình có thể xem xe, lái thử xe trực tiếp. Đấy, để có một cái giá gọi là tốt nhất cho anh chị. Và đặc biệt những sản phẩm bên em bán ra đều được cam kết về chất lượng, máy móc, keo chỉ nguyên bản, giấy tờ pháp lý chuẩn chỉ, có hỗ trợ trả góp cho quý anh chị. Đấy, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi.